gốc ao à, ao khen ha đó để chúng ta đọc cái tên của gốc hai xịt ở phía trước à, thêm cái đuôi ác vào ở à, dụ đây chúng ta có đọc là methin ở à, mới trước 3 c là chúng ta làm methin rồi biểu này nha gọi là ethin acetate gọi là robin uh, formate. hay gọi là iso robin formay vân ha thì trong cái ester này chúng ta sẽ có hai cái phản đó là vẫn uh, thủy phân ở trong môi trường uh, axit và thủy phân ở trong môi uh, uh, trường trường kiềm nha à, uh, để làm hạt này rồi chúng ta qua cái lệnh hỏi ở trong sách giáo khoa hóa uh, học 12 uh, của trường Trẻ Sáng Tạo nha uh. uh, lệnh hỏi thứ nhất em ta là em hãy xác định gốc góc R phải trong các ester uh, ở ví dụ một thì chúng ta biết rồi công thức của ester bình thường á nó có dạng là RCO rồi phải với R phải là cái gốc của sau khi chúng ta thêm OH phải của alcohol vào như vậy R phải chính là cái gốc phía sau ha sau cái nhóm CO này là chúng ta có là gốc R như vậy đối với trường hợp này gốc R phải đây chúng ta có là CH5 và CH3 a liên kết À, trực tiếp những nguyên tử oxygen ở bên trong này rồi chúng ta trả lời lên hỏi thứ hai đó là carboxylic acid và alcohol nào à, đã tạo được ester à, có công thức là CH3CO, CH5 đó, thì chúng ta trả lời ha nên được tạo bởi hai cái xịt đó là CH3COH và chúng ta có là À, acid acetic acid và à, ethyl alcohol hay gọi là ethanol nha à, là C2H5OH Rồi, chúng ta qua cái lệnh hỏi thứ ba, nó là iso-robin-formate là một ester à, có trong cà phê à, Arabica hay còn gọi là cà phê chè. viết à, công thức cấu tạo của iso-robin-formate. Thì chúng ta biết rồi à, đối trường hợp iso-robin-formate thì chúng ta viết cái gốc formate trước ha. Nó xuất phát từ formic acid. Như vậy chúng ta vẽ gốc formate trước là hso sau đó chúng ta gắn vào à, CH2 đó là iso -Robin, CH3 và CH3. Ở đây chúng ta gọi là ISO-DUIN-172. Công thức là đây, HCOGO-C3H7. Rồi chúng ta đi qua là nội hỏi thứ 4 à, của sách tranh trò sáng tạo ha. Viết công thức cấu tạo của tên là có công thức là C4H8O2 thì chúng ta cắt sách chương à, trời sáng tạo hay cánh nhiều hay là à, cái nói tri thức thì chúng ta thấy đều có dĩ à, nhiên là chúng ta phải qua CBA 6 O2 và CBO 6 O2 ha rồi chúng ta quy tắc vẽ các ester thì chúng ta vẽ góc r vẽ r phẩy ở trường hợp thứ nhất là chúng ta cắt cái góc r phẩy chúng ta cho một c thôi thì còn lại bên này là à, tổng cộng là 2 c à, giữa là nhóm CBO thì vậy tên gọi đây là Mito Review này nay à, Chúng ta đọc cái góc phía sau trước ha sau trước trước sau là Mito uh, 3 c là Review unit như vậy chúng ta bỏ vào ít thêm bằng ATE vào Rồi ngay ha vậy là Mito Review này Tương tự cho trường hợp chúng ta cắt cái C một nguyên tử C ở bên trái này chúng ta quăng qua bên à, bên phải thì chúng ta được 2C hai à, xe này chúng ta gọi là ít ethyl ha còn cái xe trước là uh, formic mít xin lỗi acetic acid thì chúng ta đọc là uh, tay ha như vậy thì đây là chính là ethyl acetate tương tự chúng ta sẽ cắt cái nhóm CH ba này chúng ta quăng bên này luôn thì chúng ta có là robin a uh, uh, formyl tương tự chúng ta sẽ cắt C này chúng ta đem phân nhánh xuống chúng ta được iso-robin à vào mày ha. Như vậy đối với trường hợp C4H8O2 này thì chúng ta sẽ có bốn đồng phần ha. Và ngoài ra chúng ta còn có tên à thay thế đó là chúng ta đọc là metin, 3C là 3. Rô 3 hôm nay ha. Hoặc là etin, ethyl. Đó. Ethan thì chúng ta thêm MO O và hoặc là rum, robin metanoid và ISO Robin và uh, để chúng ta tùy theo ha. à, đa phần chúng ta sẽ chọn cái tên uh, r gốc r tẩy sau đó chúng ta đọc cái gốc uh, axit phía trước ha axit rồi chúng ta đi qua lệnh hỏi số uh, 5 ha sếp sắp xếp theo chiều thăng dần nhiệt độ sôi của các chất sao Methine. Uh, formate, acetic acid và ethyl alcohol thì chúng ta biết rồi đối với những chất lớp 11 đã học rồi uh, đối với những chất mà có liên kết hydrogen thì chúng ta sẽ xếp là nhiệt độ sôi cao nhất ha uh, tuy nhiên ở trong phân tử của acid thì chúng ta còn có nhóm co là nhóm hút electron à, uh, như vậy nó làm tăng cái nhiệt độ sôi ha làm các phân tử nó bền chặt hơn nhiệt độ cần cung cấp nó sẽ cao hơn như vậy chúng ta sẽ có sắp xếp như sau ha acetic acid thì có nhiệt độ sôi lớn hơn ethyl alcohol lớn hơn methyl à, và mày rồi chúng ta qua lệnh hỏi số 6 nêu một số đặc điểm khác nhau của phản thủy phân ester trong môi trường acid và phản ester hóa à, trong xa NH hay gọi là phản xà phòng hóa ha. À, chúng ta biết rồi cả hai phấn thì đều là phẩm thủy phân ha à, tuy nhiên phẩm à, dưới n nào h thì chúng ta gọi là phẩm thủy phân ở trong môi trường kịp và điểm khác biệt của hai phấn này à, đó là à, hai cái môi trường khác nhau hai môi trường thủy phân khác nhau ha à, thứ hai nữa là các à, thủy phân trong môi trường axit là phẩm thương nghịch còn đối với thủy phân trong môi trường à, kem đó là vẫn một chiều ha chúng ta để ý dùng hai cái này rồi chúng ta qua lệnh hỏi số 7 ha. em hãy cho biết vai trò h khai bốn đặt à, trong à, ester hóa và phản trong phản ứng ester hóa thì chúng ta hơi bị nhầm chỗ này rồi à, vai trò h2 ester 4 đặt ra nó sẽ cấp hát uh, h cộng và để làm xúc tác ha ngoài ra có vai trò thứ hai nữa theo nguyên lý cân bằng ta lên lớp uh, 11 ha thì chúng ta biết là h hai bốn đặt có đóng vai trò là nó hấp thụ có nghĩa là hút cái nước sinh ra từ cái phản ứng ester hóa à, như vậy là chúng ta đã học lớp 11 rồi đó là chúng ta lấy nước ra thì có nghĩa là cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra nước nhiều hơn thì đây đây là phản à, giúp cho phản thuận phản tạo ra ester nó nhiều hơn ha thì đây làm nâng cao cái hiệu suất của của phản ứng như vậy chúng ta chỉ trả lời là cấp H cộng ha à, làm xúc tác ngoài ra cái đóng vai trò là H hai bốn đặt đóng vai trò là chất à, hút nước sinh ra từ các phản ứng ester giúp cho các hiệu suất của phản ứng nó sẽ à, tăng rồi chúng ta qua là nội số 8 ha, nhận xét à, về đặc điểm cấu tạo của các AC béo như sau thì chúng ta có cái nhận xét như sau ha đối với các acid béo này chúng ta thấy là số c đều là cái 15 cộng 1 16 17 cộng 1 18 18 17 cộng 1 18 như vậy nó là số C chẳng nha như vậy là mạch của nó là mạch cũng không phân nhánh như vậy chúng ta có thể nhận biết, biết à, nhận xét như sau à, các cái axit béo trên đó là các xịt đơn nhất ha thường có mạch hở không có phân nhánh và có số nguyên tử khá bằng chẵn và từ 2 đến 12 đến 24 ha à, đúng sách giáo khoa nâng cao của chương trình cũ á chúng ta cũng như thế này ha tôi nghĩ dừng rồi nói hỏi số 9 à, acid béo nào trong bảng thuộc loại nhóm omega 6 thì chúng ta biết omega 6 thì nó sẽ xuất phát từ cái đuôi cuối cùng chúng ta điếm đến cái nó đôi à, đầu tiên thì nó chính là các cái omega n nha ví dụ số cn chính là omega n à, như vậy đối trường hợp omega 6 thì chúng ta chỉ có linoleic acid nha ở đây. Linoleic acid là a ha. Là chúng ta có là nó chính là omega 6. Chúng ta điểm từ số C 1 2 3 4 5 6 đến xuất phát nó đôi đầu tiên à, từ cái đuôi này. Thì chúng ta đây chính là cái omega 6 đó là linoleic acid ha. Rồi chúng ta qua lệnh hỏi số 10 giải thích vì sao chất béo không tan trong nước. Rồi chất béo không tan trong nước đa phần nó là xem như nó không có liên kết hydrogen được với nước K. à, Thứ nhất là à, có à, đối với sách cánh diều thì chúng ta để ý nó là có liên kết yếu à, với nước K. à, liên kết hydrogen yếu với nước, à, chất béo hầu như nó là phân tử không phân cực, à, cho nên nó sẽ không tan vào các chung môi phân cực như là nước. Còn đối với môi không phân cực, ví dụ như chúng ta À, dùng cái đuôi phân cực như là xà phòng chúng ta sờ à, buổi tối nhé à, chúng ta sẽ à, hòa tan được cái chất béo này nhắc lại chúng ta đang à, à, qua các lần hỏi của sách à, giáo khoa chân trời sáng tạo À, chúng ta có thể xem thêm sách ha để chúng ta nắm thêm thì đối với một tuần đầu tiên thì chúng ta học chắc không kỹ cho nên là à, có cái video này chúng ta có thể xem lại ha rồi chúng ta qua lệnh hỏi số 11 chất hữu cơ g được dùng để phổ biến à, lĩnh vực mỹ phẩm phụ gia thực phẩm mỹ phân hoàn toàn bất kỳ cái chất béo được thu được g là xác định chất g thì chúng ta biết rồi à, để cho cái da À, dùng phổ biến chúng ta dùng để cho nó mát da và Vân à, tránh làm khô da chúng ta dùng đó là glycerol ha đó, glycerol như vậy là do chất cờ có thể là thủy phân ở bất kỳ chất béo nào đó, cho nên chúng ta trừ cái muối rồi ra ha như vậy nó chính là glycerol ha có công thức là xe bạc năm oh ba lần ngoài cái ứng dụng ở trong ngành mỹ phẩm ra đó, làm cho nó tránh khô da vân thì chúng ta thấy là glycerol đó, ngày xưa người ta còn à, dùng để giảm nhanh các chứng à, táo bón tạm thời ha Đó, dưới dạng là thuốc đạn rồi chúng ta đã xong 11 cái lệnh hỏi ở trong sách giáo khoa trang trời sáng tạo ha à, bây giờ chúng ta qua giải vài bài tập sách giáo khoa thì đối với cái trường hợp sách chân trời sáng tạo á, thì bài tập không cân đối trong sách giáo khoa lắm ví dụ như phần chất e e este với lipid thì chúng ta bỏ cái phần chất béo chỉ mán đến phần este thôi có vẻ như là quy định của sách là ba chỉ có ba ba bốn bài ba bài thôi hầu như được phép ba bài cho nên là tác giả chắc là à, không nhét được thêm à, có thể đẩy vào bài sau chỉ nhét vào được cái trường hợp là cộng C 3 H 5 nhưng mà sách giáo khoa chúng ta kèm với sách bài tập ha rồi Giờ tiếp tục chúng ta giải bài tập sách giáo khoa hai à, thứ nhất là viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của à, có công thức phân tử là C ba H sáu O hai rồi C ba H sáu O hai thì giống như trên à, giống như C C4... bốn h 8 o 2 chúng ta à, vẽ à, vẽ góc r phẩy ra đó r phẩy chúng ta sẽ chọn một c trước như vậy còn bên này à, còn có một c là, co à, đồng phân này thì có tên gọi là mithin là phía sau là góc Mitho ha à, acetate sau đó chúng ta di chuyển nhóm CH3 bao vào bên này thì chúng ta được 2 c bên phải còn lại góc hco ở đây chúng ta đọc là ethene, uh, formay ừ. rồi nói chương trình cũ á thì chúng ta có thể những cái dạng thi quốc gia dù công thức này người ta hỏi ester nào có công thức ờ, sau đây à, ester có công thức C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân thì chúng ta sẽ chọn là hai đồng phân nha đáp án là câu A Rồi chúng ta đi qua câu 2 của sách à, giáo khoa ha. Đó là chất ít có công thức phân tử là c 4 h 8 o 2 ít tất dụng với nào h, À, thu được chất công thức phân tử là C3H5O2Na. Ít có công thức à, cấu tạo là. Như vậy khi chúng ta tách cái muối ra là CO Na. Thì nó còn là 2C ha. Như vậy 2C trên góc R. Là chúng ta chọn đáp án là cô D ha. À, à, 4C À, tuy nhiên có hai c trong góc r RCO, r r phẩy như vậy r còn lại có một c thôi như vậy chúng ta có công thức này đó ra được cái này là gồm lại là c ba h năm a o hai n vậy như vậy là chúng ta chọn cụ d ha rồi chúng ta đi qua câu cuối cùng đó như vậy câu cuối cùng là đây hoàn thành sơ đồ phản ứng đây chúng ta biết rồi như ở trên ở đây chúng ta có cái sơ đồ thì đối sơ đồ này chúng ta đòi hỏi chúng ta phải phân tích ha đã chất cuối là gì ví dụ ở đây chúng ta thị phân cho ra là y với dách mà dách lại lên men dấm thì chúng ta được y à, muốn lên men dấm thì à, có phương tiếp theo thì chúng ta để ý nó là cái cùng số c ha là đa phần nó cục số c thì chúng ta lên miên giấm thì nó mới ra được cái chất y được à. rồi ngoài ra chúng ta còn có chất dít cộng nó khai H2OH như vậy chúng ta dự đoán cái dít này là alcohol ha mới cộng được acid còn tương tự ở trên đây thì chúng ta chọn là axit ha cộng với c 3 h oh thì chúng ta được à, triester như vậy chúng ta sẽ tự như sau ha à, thứ nhất là do chúng ta dự đoán được 2C cho nên chúng ta sẽ tách cái nhóm CO mỗi bên à, 2C ha so với nhóm OO này bên đây là CH5 còn lại là CH3 CO từ đây chúng ta đem thủy phân thì cho được là à, carboxylic acid hay là acetic acid và à, Ethan alcohol rồi từ đây chúng ta cho ethyl alcohol cộng với ch thì lúc này chúng ta được là hco 3 c 5 là à etin ờ formaldehyde gọi là lý thol formaldehyde. Thẩm điểm nước. Còn lại chất y thì chúng ta cộng với Glycerol, lúc này tạo ra CH3CO3 malonate 5 đó là thực là, là triester ha. Cộng thêm 3 nước. Đó rồi, phản ứng cuối cùng chúng ta đó là phản ứng số 4, đó là phản ứng lên men thì chúng ta biết rồi đó đây chính là men giấm ha đó à, chúng ta cho rượu chúng ta co cho cái con à, con giấm vào ha à, chúng ta để vào thời gian thì nó ra được cái giấm ăn à, ch 3 coh rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong à, các cái lệnh hỏi ở trong sách giáo khoa chương trình sáng tạo kèm giữa bài tập sách giáo khoa ha rồi à, mến chào các quý bạn ha hẹn gặp lại các quý bạn trong các buổi tiếp theo